Hello tất cả bác, chào mừng bác đã quay trở lại với kênh Hóa Agro nhé. Tiếp tục cái video thì ngày hôm nay em dọn kho ra được một ít đẩy này, hai kênh công suất lớn này, ba kênh công suất lớn này, loa lầm này, loa mic không dây và súp. Thì ngày hôm nay muốn dọn kho sẽ thanh lý cho các bác giá sập sàn luôn ngày hôm nay nhá. Thì trong buổi tối chúc tất cả các bác vui vẻ, các bác ủng hộ xin một like nhá. Và video này thì các bác nào thực sự nhanh tay và với những tất cả mức giá này, ưu tiên các bác chuyển khoản nhá. Các bác chuyển khoản đặt cọc nhá. Với mức giá thì các bác nào thực sự nhanh tay đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay. Rất mong tất cả các bác vào áp dụng cho các bác nào ấn nút like và đăng ký kênh nhá. Đẩy ngày hôm nay sẽ giá sập sàn cho tất cả các bác, cũng đẩy ba kênh, hai kênh. Ok. Và loa súp này. Loa lời này, loa bắt lầm 25 này. Ok, em sẽ thanh lý cho các bác chiếc súp đầu tiên. Các bác nhá. Đây là một chiếc súp bắt 30. Đấy, một súp bắt 30 thùng đúng không ạ? Rất là màu tím thủy chung. Các bác nhìn đây. Dáng nó như là dáng loa full luôn. Tất cả là hàng em bao zin nhá, hàng bao zin. Đây là một lỗ thông hơi này. Ok. Một thùng hơi. Và đây bát của nó sử dụng là gì ạ? Côn 76 từ 190 các bác nhá. Côn 76 từ 190 từ 200, con này phải từ 200. Côn 76 từ 200. Côn 76 từ 200, bát giờ sẽ ép nhá. Rồi các bác nhìn. Côn 76 từ 200. Lỗ thông hơi cực kỳ to luôn. Đây các bác nhìn này. Quá đẹp luôn, các bác hộ xem like nhá. Ok chưa ạ? Hàng bên em bao zin cho các bác. Ui. Đây. Côn bao bác zin luôn nhá. Côn bao zin luôn. Côn 76 từ 200. Đó. Tất cả em bao zin nhá. Đây là cái xốp của nó nhá. Đấy. Và cho các bác xem nội thất này. Con này sử dụng phân tần nhá. Đấy, phân tần này, một cuộn cảm to, hai cuộn tụ này. Đấy. Ok chưa nào? Tất cả thùng quách em bao đẹp luôn. Đây, màu tím nhá. Thùng dáng như dáng loa full luôn. Đấy, cho các bác xem sau này. Của nó là Spirit này. FP series FP110P đúng không ạ? Con này của nó là công suất là mét là 300W và mắc của nó là 700W, chạy trở kháng 8 ohm, độ nhạy 95 dB. Và con này từ dài 70Hz đến 20kHz. Con này thì các bác nó cho các bác sử dụng là con này là của thương hiệu của Đức các bác nhá. Và made in China, xịn luôn. Và con này sử dụng hai giác lưu trích. Đây. Con này các bác gạt xuống thì nó là súp nhá, còn gạt lên nó là sử dụng là middle. Ok chưa ạ? Đấy, gạt xuống là súp, trên là middle nhá. Đấy. Thùng rất đẹp luôn. Và giá thanh lý ngày hôm nay, trước kia bán con này là 2.700.000. Ngày hôm nay sẽ thanh lý cho các bác một mức giá này. Thanh lý cho các bác nào, ưu tiên các bác nào chuyển khoản nhá. Giá 2 triệu với này bao ship nhá. 2 triệu cục súp này bao ship nhá, bao zin luôn. Bao zin cho các bác phải kiểm tra thanh toán luôn. 2 triệu cục súp này. Các bác nào chốt nhắn tin cho số điện thoại này và giá này là ưu tiên các bác chuyển khoản nhá. Đấy. Bát tất cả em bao zin, bát giờ CF nhá. Được chưa? Bát giờ CF. Bao zin cho các bác nhá. Tất cả hoạt động bình thường hết nhá. Giá 2 triệu bao ship, các bác chốt nhắn tin cho em qua số điện thoại 0352910099 nhá. Các bác chốt là chốt súp này, chốt súp 2 triệu nhắn tin qua số điện thoại giúp em. Và giá này ưu tiên các bác chuyển khoản nhá. Ok chưa? Sang sản phẩm thứ hai. Đây, đẩy luôn cho các bác cho nóng luôn này. Sẽ thanh lý cho các bác con đẩy. Con đẩy này công suất lớn nhá. Con đẩy này là một con đẩy thương hiệu của Mỹ đúng không ạ? Model của nó là Maker. Đấy. Tên Maker, đẩy hai kênh. Con này tất cả em tất cả tải các bác là hoạt động bình thường luôn các bác nhá. Sử dụng hai nguồn, sử dụng hai nguồn. Hai nguồn, con này nặng phải tầm hơn 30 kg. Và con này của nó chạy tổng là 2 3 4 5 6 6 6 12 24. Con này chạy hơn 40 sò các bác nhá. Chạy hơn 40 sò. 1 2 3 4 5 6 6 6 12 dưới 12 là 24. 48 sò. 48 sò các bác nhá. Chạy 48 sò và chạy tụ nó to là 100V đúng không ạ? Đấy. 100V. Và con này sử dụng hai nguồn, hoạt động bình thường, bảo hành các bác 4 tháng con đẩy này nhá. Tất cả con này các bác đánh 2 đô full 30, 2 đô 40 cho em nhá. Các bác cứ đánh 2 đô 40 cho em. 2 đô 40 côn 76 thoải mái luôn nhá. Con này nặng phải hơn 30 kg. Đặc biệt ngày hôm nay nếu con này các bác mua ngoài thị trường thấp nhất phải tầm 4 triệu rưỡi 5 triệu chứ không có rẻ đâu. Bởi vì nó là 48 sò các bác nhá. 48 sò. Các bác nhìn chưa? Đây là hai vỉ công suất. Đấy. 1 2 3 4 5 2 4 6 6 6 12. Đấy, 6 6 12. Ok chưa? Con này chuẩn ra của nó là 1 2 3 4 4 4 4 8 16. Chuẩn con này nó là chạy 32 sò chính. Đúng không ạ? 32 sò chính và 16 sò bù áp các bác nhá. Đấy, cho nên là rất là khỏe luôn. Các bác đánh nhảy 2 cặp 30 hoặc 2 cặp 40 rất ok luôn. Hai nguồn nó rất là nặng luôn. Và giá ngày hôm nay sẽ thanh lý cho bác con đẩy này giá cực kỳ sốc này. Cực kỳ sốc luôn này. Sốc chưa? Con đẩy này cực kỳ sốc luôn.
Các bác mua con đẩy mà công suất như thế này và sò như này thấp nhất phải tầm 4 triệu rưỡi trở lên các bác nhá. Ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác với mức áp tất cả các mức giá này. 2.900.000 bên em bao ship, bác nào chốt chuyển khoản em sẽ bán 2.900.000, bao sống bảo hành các bác 4 tháng. Hoạt động bình thường nhá. 2.900.000 các bác chốt nhắn tin qua số điện thoại cho em. Ok chưa? Một mức đẩy giá sốc chưa? Các bác chốt là chốt đẩy 2.900.000, các bác chốt đẩy mã số 2 nhá. Chốt đẩy mã số 2. 2.900.000. Cái giá này là giá em bao ship, nếu bác nào chuyển khoản hết em bao ship cho nhá, bởi vì con này rất là nặng luôn. Nếu không bao ship thì em sẽ báo giá khác. Ok chưa? Đây em báo giá là 2.900.000 bao ship, ưu tiên các bác chuyển khoản. 2.900.000 nhá. Bác nào chốt nhắn tin cho em số điện thoại. Ok. Sang mã đẩy thứ 3. Rồi, em sẽ giới thiệu rất nhanh thôi. Đây thứ 3. Đây là một con đẩy 3 kênh của Eric. Đẩy Eric nhá. Đẩy Eric tất cả hoạt động bình thường các bác nhá. Tất cả những hàng em bán cho các bác là phải hoạt động bình thường. Được chưa? Chẳng qua là em dọn kho em thành ý xả ra rẻ cho các bác thôi. Con này chạy của nó là 40 sò, đúng không ạ? 1 2 3 4 5 5 10 20 30 40 sò. 40 sò các bác nhá. Chạy 2 4 6 8 tụ, nguồn của nó cực kỳ cao luôn. Các bác bán con nguồn này rơi vào tầm 1,5 triệu 2 triệu rồi nhá. Con này nặng hơn 30 kg. Ngày hôm nay sẽ bán cho bác nào với mức giá này, đẩy 3 kênh nhá, 2 kênh full 1 kênh sup. Ok chưa? 2 kênh full 1 kênh sup thì vị trí là kênh full của nó rơi tầm 800W. Đó. Ok chưa? Em chỉ tính non cho các bác thôi, tính non cho các bác thôi. 600W một kênh. Còn một kênh sup là phải thấp nhất phải tầm 800 đến 1000W. Ok chưa? Bởi vì nó là chạy 40 sò thì em cứ tính cho lọc các bác là 600 kênh 1, 600 một kênh 2, 600 một kênh 3 là 800W thôi. Ok chưa? Với mức giá thì em khẳng định các bác luôn, đây là thanh lý sập sàn cho bác con đẩy này. Các bác nghe nhá. Các bác ủng hộ Simulife à? Các bác xem video ủng hộ Simulife em sẽ báo giá tốt à? Các bác xem video ủng hộ Simulife em báo giá tốt à? Thanh lý cho tất cả các bác giá 2.900.000 con đẩy này. Mà 2.800.000 thôi. 2.800.000 này em bán nguyên bụi cho các bác nhá. Còn em bao tất cả các bác sống hoạt động bình thường. Em bán nguyên bụi nhá, không các bác về nhận đẩy, các bác bảo là sao lại đẩy này không được sạch sẽ bụi này. Đây em bán với giá em bán thực tế luôn nhá. Thẳng thừng luôn, em mở lắp bán nguyên bụi cho các bác về tự vệ sinh đấy. Còn em bao sống bao hoạt động bảo hành cho các bác 3 tháng. Ok chưa? Giá 2.800.000 bác nào chuyển khoản em sẽ bán cho. Ok. Con đẩy size 3U Eric thương hiệu Mỹ nhá. Đấy, quá chất trong tầm tiền nhá. 2.800.000 em bán nguyên bụi cho các bác luôn. Quan điểm của em bán hàng rất rõ ràng luôn, giải thích rất rõ ràng. Và tình trạng như nào cũng nói rõ ràng luôn. Còn đây này em sẽ bao sống các bác sống hoạt động bình thường. Ok chưa? Các bác chốt đẩy là chốt đẩy 3 kênh Eric, nhắn tin qua số điện thoại giúp em. Chốt đẩy và cái giá 2.800.000 em bao ship được, bác phải chuyển khoản hết em mới bao ship nhá. Ok chưa? Quá rẻ rồi, đến thợ còn chẳng nhận được cái giá này, em khẳng định các bác luôn nhá. Đây là hai con đẩy. Ok. Tiếp theo sang sang bộ mic nhá. Rồi, hôm nay đọc ra con bộ mic. Bộ mic ngày này ngày trước em bán hình như là 1.700.000 này. Đây là bộ mic Bayer đúng không ạ? Menu thực ra nó là Bayer. Đấy. Bayer. Đây. Đời này đời 2017 các bác nhá. Côn dòi 2017. 2017, tất cả em bao các bác hoạt động bình thường. Ok chưa? Bao hoạt động bình thường các bác nhá. 1.200.000 bộ mic này, 1.200.000 bộ mic này. Tất cả bảo hoạt động bình thường bảo hành các bác 4 tháng luôn nhá. Dịu mic này. Bởi vì nó sót mỗi tối một tay nhưng em dò được hết, ok hết rồi nhá. 1.200.000 các bác chốt mic này, chốt mic mã số 3, mã số 4 nhá. Các bác chốt mic không dây. 1.200.000 nhắn tin qua số điện thoại giúp em. 0352 9109 nhá. Ok, giới thiệu nhanh thôi. Đây, một siêu phẩm nữa cho các bác đây. Ngày mai sẽ có bộ đô la này sẽ bán giá sẵn sàng này. Ok này. Đây các bác nhá. Và hiện tại đây em có một đô la này. Đây là đô la của dòng Voca King. Voca King thì tiền thực sự các bác, nó là tiền thân của B3 rồi. Ok chưa? Voca King là sản xuất tại công ty B3 rồi. Chất âm của Voca King này quá hay luôn. Con này sử dụng một bát 25 và 4 tép nhé các bác nhá. 1325 và 4 tép, đúng không ạ? Đấy. Ok chưa? Alo. Con này sử dụng là 1 bát 25, xin lỗi các bác. 1 bát 25, 2 chung và 4 tép. Đây. Được chưa? 2 chung và 4 tép, tép hai bên hông nữa. 1 bát 25 này, 2 chung này, 4 tép, 2 tép dưới và 2 tép hai hông. Được chưa? Đây. Về thùng quách tiệm của nó thẳng luôn. Thùng thì tất cả bao các bác chắc chắn nhá. Còn nó xước nhỏ như này các bác về tự làm lấy. Ok chưa? Giải thích các bác rõ ràng luôn. Tất cả em bao đẹp hết. Còn nó bị xước một này tí về các bác giải quyết đấy. Hạng tất cả em bao zin hoạt động bình thường nhá. Tiếng bát đánh rất sâu luôn. Vô cá kinh. Ok chưa? Các bác ok chưa? Đây cho các bác xem nội thất luôn nhá. Đây. Vô cá kinh này.
quá đẹp luôn. Đấy, sử dụng 24 nha. 24. Hàng Korean bao zin luôn các bác nhá. Tất cả bao zin nó hoa zin hoạt động bình thường. Phần tần của nó cực to luôn. Đấy, phần tần vô gang kinh này. Ok chưa nào? Phần tần vô gang kinh này. Và trước kia em bán đôi này với mức giá là hơn 3 triệu. Các bác nhá. Và ngày hôm nay sẽ thanh lý cho các bác nào ưu tiên bác nào chuyển khoản này. Ưu tiên bác nào chuyển khoản. Tình trạng em nói luôn rồi nhá. Tình trạng em nói luôn rồi các bác nhá. Đây nó có bị sứt sẹo một chỗ này. Đấy. Còn bát tép đây. Nó có một cái tép này nó bị rách một tí nhưng vẫn kêu bình thường nhá. Đúng không ạ? Tất cả đây nó vẫn là ok hết. Đây. Vẫn ok hết nhá. Tất cả bên này vẫn ok hết. Còn mỗi một chiếc tép này là nó bị hơi bị rách vào một tí thôi nhưng vẫn chạy bình thường. Đấy thì cái này chỉ có mua một cái tép mới về thay thì được quá đơn giản luôn nhá. Ok chưa nào? Đây em giải thích quan điểm của em bán hàng nó phải trung thực, nó phải rõ ràng như vậy. Có như nào nói vậy luôn các bác nhá. Rồi. Xước xẹo một tí này. Không đáng kể gì đâu. Và đôi loa này em bán cho tất cả các bác nào ưu tiên ngày hôm nay này, 2.500.000, bác nào chốt nhắn tin chuyển khoản cho em nhá. 2.500.000 chuyển khoản cho em nhá. Ok chưa ạ? Đấy, đây cũng rất là đẹp luôn. Đầy đủ cả lưới dây căng đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Ok chưa ạ? Các bác chốt loa vô ca kinh nhắn tin cho em 2.500.000 nhắn tin vào số điện thoại cho em nhá. Đấy, còn tình trạng nó như thế nào thì em cũng nói rất quan điểm rất rõ ràng rồi. Về các bác mua cái tem mới thay vào là ok ngay. Đấy. Quá ok luôn. Đấy, tình trạng nó bị xước một tí đây này. À đây không phải là đây là keo. Giấy. Xước một tí đây này, xước một tí đây này. Cái vỏ này thì nó quá đơn giản, không có gì gọi. Thùng chắc lịch luôn. 2.500.000 bác nào chốt chuyển khoản nhắn tin em nhá, hàng em bao zin luôn. Đấy, còn tình trạng cái một quả tép này em nói luôn rồi nhá. Lưới ấy căng đầy đủ luôn. Ok các bác hộ xin một like nhá, các bác hộ xin một like nhá. Và đây. Tiếp theo là con đẩy hai kênh. Hai kênh em còn một con này thôi. Dòng của LA laptop anh nhá. Đây. LA laptop này, BM273i. Con này trước em bán các bác là 3.400.000, đấy. 3.400.000. Con này là sản phẩm chính hãng của LA laptop, một dòng công nghệ thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Một dòng công nghệ thương hiệu của Mỹ. Và được sản xuất tại máy Trung Quốc. Con này công suất là 500W, nguồn 17 đúng không ạ? 4 tụ lọc nguồn 100V một con. Đấy, 6080. Và con này em bao tất cả các bác, chất âm cực kỳ sạch sẽ luôn. Giá ngày hôm nay còn một con này em sẽ thanh lý cho các bác là mức gì ạ? Thanh lý cho các bác một mức giá là 3 triệu con đẩy này em bao ship nhá. 3 triệu con đẩy này em bao ship. Ok chưa ạ? Các bác chốt nhắn tin vào số điện thoại giúp em. Ok. Một lần nữa thân ái chào tạm biệt tất cả các bác và các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại 0352 910019. À và nhân tiện đây thì em có một quả súc hơi. Em có một quả súc hơi của BD, BD Audio. Bắt 30 con 76 từ 200. Đấy, và con này trước em bán 3.1 triệu. Ngày hôm nay còn một quả này thì nó cũng tất cả hoạt động bình thường đấy. Còn đít này thì nó hơi bị xấu một tí, các bác có thể là trà nó đi. Đấy, thì em bán cho các bác là 2.800.000 nhá. Em bán cho các bác 2.800.000 quả này nhá. Súp hơi 30 con 76 từ 200. Các bác chốt súp nhắn tin qua số điện thoại cho em. Ok. Chào tất cả các bác và hôm nay em có một số đồ thì dọn ra thanh lý tất cả các bác. Các bác nào nhanh tay thực sự với cái giá em báo rất rõ trên video rồi. Tránh tình trạng các bác nhận hàng các bác lại bảo em thế nọ thế kia. Quan điểm rất rõ ràng luôn. Còn cái gì em bao sống là bao sống các bác nhá. Các bác về cứ nhận kiểm tra đúng như vậy. Ok, chào tất cả các bác nhá.